Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 441 của Sốc Công Nghệ TD. Như thường lệ thì mình Tiến Lương và Hằng sẽ thay nhau trả lời tất cả những hỏi đáp của các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Đăng trong số hỏi đáp ngày hôm nay. Câu hỏi số 1 của bạn Hồng Đăng, cho em hỏi là laptop HP 8560W giờ giá như thế nào ạ? Nhu cầu đơn giản của em là làm văn phòng, giải trí, xem phim, chơi game. HP 8560W có đáp ứng được không ạ? Thực ra chiếc máy này là một trong những chiếc máy đồ họa, anh phải dùng từ là rất châu bò. Máy được sản xuất năm 2011 và 2012. Tính đến bây giờ là cũng 10 năm tuổi, máy còn chạy tốt thì có nghĩa là chiếc máy này nó rất là ok. Nhưng mà chiếc máy này thì cũng phải cân đối một chút, bởi vì đời máy thực tế với em là nó sẽ hơi sâu một chút. Đối với các công việc kỹ thuật, nếu mà có một chiếc máy này thì em phải kiểm tra thật kỹ xem chính sách bảo hành của các cửa hàng nó như nào. Còn cửa hàng anh hiện nay thì vẫn có bán chiếc máy này ra, nhưng cũng khuyến cáo mọi người là đời nó cũng rất là sâu rồi, thì chúng ta có thể dùng thêm từ khoảng 3 đến 4 năm nữa thôi. Bởi vì liên hạn của một chiếc laptop thì nó bền lắm, nó chỉ hơn chục năm thôi. Với màn hình full, các công việc kỹ thuật xem phim giải trí thì hoàn toàn đáp ứng tốt. Với phiên bản i5 với 8560W, cửa hàng anh đang bán với mức giá là 6,5 triệu. Với phiên bản i7 đang bán mức giá là 8,5 triệu để em cân đối em nhé. Câu hỏi số 2 của bạn Kiên Nguyễn Hữu, máy em là Nitro 5, màn hình IPS. Máy của em thì lúc tắt đi mà tắt cả đèn phòng thì phát hiện ra là màn hình nó sẽ bị hở sáng viền. Còn lại về mặt chất lượng thì không vấn đề gì ạ. Không biết là đây có phải bệnh đặc trưng của dòng màn IPS không ạ? Mong anh giải đáp giúp em. Cái này nó gọi là hiện tượng phát quang em ạ. Bởi vì tất cả những cái chiếc màn hình IPS thì như bọn anh gọi nó là màn hình chiếu sáng ma trận. Thì ở những cái góc màn hình thông thường khi em tắt liền đèn đi thì nó sẽ hơi phản sáng một chút. Đây nó là cái bệnh trên màn hình IPS, thực ra nó không phải là bệnh đâu mà là nguyên lý hoạt động của một chiếc màn hình. Nếu mà bình thường thì anh nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng gì cho lắm. Còn nếu mà thực sự mà nó hở sáng quá lớn, mà ví dụ như khi em bật máy lên, em bật các hình nền lên mà nhìn thấy luôn, thì lúc đó nó thực sự là khó chịu. Còn khi em tắt máy đi mà nó ở nền đen em nhìn thấy thì anh nghĩ là nó hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì cả em nhé. Câu hỏi số 3 của bạn Duy Khánh Bùi, em thấy anh có đang bán thanh lý chiếc ThinkPad Carbon, nhưng mà nghe thấy thanh lý thì em không hiểu lắm. Mong anh giải thích kỹ hơn về nguồn gốc, chất lượng đã qua sử dụng hay chưa, có bên nào sửa chữa chưa và bảo hành bao lâu ạ? Nếu mà tên là đơn sửa chữa thì em yên tâm ạ. Thực ra thì thế nào gọi là hàng thanh lý, bởi vì đơn giản là anh mua lại của các công ty từ nước ngoài. Tại sao mình dùng là từ thanh lý? Bởi vì nó không phải là số lượng một máy. Phải dùng đến từ thanh lý như anh mua về thì ít nhất cũng phải có từ 30 đến 40 con thì anh mới dùng từ thanh lý. Còn những chiếc máy mà kiểu mua dạng lẻ các thứ thì anh không nói làm gì. Mà mua hàng với số lượng nhiều máy đồng nghĩa việc là giá thành nó sẽ tốt hơn. Bởi vì anh mua số lượng lớn thì chắc chắn giá nó cũng sẽ rẻ đi. Và những cái lô hàng này của các công ty nước ngoài họ mua cho các dự án. Dự án là gì? Cho các nhân viên của họ dùng. Các dự án về giáo dục hay dự án gì là ABC anh không cần biết. Và khi hết thì họ bán cái lô máy này đi. Thì bản thân ở nước ngoài sẽ có các công ty chuyên thu gom, mua về và bán lại cho anh chẳng hạn. Đấy. Còn những cái máy này anh mua về, thứ nhất từ ngày xưa đến giờ cam kết của cửa hàng không sửa chữa, không dính nước. Còn ví dụ như ổ cứng không có thì có thể thay vào. Bàn phím chẳng hạn là dùng lâu, mòn hoặc là bị chết thì thay cái bàn phím khác. Hoặc màn hình bị đốm, bị đen thì có thể thay bàn phím khác. Nhưng các linh kiện bên trong máy bao gồm CPU, RAM đều được hàn chết trên bộ bên, khẳng định với mọi người chắc chắn không thể sửa chữa. Còn nếu mà những máy mà các bạn có mua phải cửa hàng mình mà dính lên lỗi CPU đóng lại hoặc là chipset mọi thứ đóng lại, tớ cam kết hoàn tiền 100% và xin lỗi các bạn, kể cả là hết bảo hành rồi. Đó là từ ngày xưa là cái phong cách bán hàng của nhà mình. Đó. Còn chính sách bảo hành của chiếc máy này như nào? Mình bán ra mình bảo hành 1 năm cho bo mạch chủ, 3 tháng cho màn hình và pin. Các bạn sẽ được dùng thử trải nghiệm 1 tuần hoàn toàn miễn phí, không ý đổi sang máy khác mà không mất tiền. Lưu ý là đổi sang máy khác không trả lại máy các bạn nhé. Chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 5 mình đang bán công khai với mức giá sale cực kỳ tốt 13,8 triệu. Trong khi đó các cửa hàng đang bán lẻ là mức giá hơn 15 triệu. Đấy. Và hình thức máy bên ngoài rất đẹp, vẫn đang còn máy, các bạn có thể tham khảo thoải mái. Khi mình gửi máy đi, nhân viên bên mình sẽ tư vấn chụp ảnh, quay phim, gửi cho các bạn đúng cái máy đó. Là khi các bạn nhận máy đúng cái hình ảnh, quay phim, đúng chiếc máy mà các bạn yêu cầu thì các bạn hãy nhận hàng, không đúng trả lại các bạn nhé. Câu hỏi số 4 của bạn Minh Thiên Võ, cho em hỏi là PlayStation 5530 bây giờ còn dùng tốt không ạ? Em học ngành kỹ thuật nên cần laptop để chạy tốt 2D, 3D nhẹ. Em không chơi game, tầm ngang tiền với con 5530 này thì có con nào mà đẹp hoặc tốt hơn không ạ? Em thích màn hình mỏng, máy nhẹ càng tốt ạ. Cảm ơn anh. PlayStation 5510, 5520, 5530, 5540 và bây giờ mới nhất là 5550. Có nghĩa là cả dòng họ máy chạm này. Những chiếc máy này đều có thiết kế mỏng nhẹ và chất lượng màn hình phải nói là tuyệt vời. Với hiệu năng của nó rất ok. Những dòng máy này nếu mà em có dùng thì cẩn thận một chút bởi máy nó khá là mỏng nhẹ. Nếu như không may em làm rơi hoặc hỏng linh kiện thay thế nó rất là đắt tiền. Chiếc máy với tầm giá 30 triệu hiện nay. Đây đều những chiếc máy sách tay về kiểu dạng như là Line Lưu 99%,
đã qua sử dụng rồi. Hiện nay các phân khúc giá nó sẽ dao động từ khoảng 30 đến 35 triệu tùy vào cấu hình. Con này thì nó sẽ có option i5, i7, i9, màn hình full, màn hình 4K. Đó, các màn hình được trang bị Quad RAW hỗ trợ rất tốt cho các bạn làm đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết, đồ họa 2D, 3D đều rất ok. Anh nghĩ trong phân khúc mỏng nhẹ thì không có một chiếc máy nào vượt qua được chiếc máy này nếu như là thương hiệu của Dell em nhé. Nếu mà em thích thì em hãy chọn chiếc máy này, đảm bảo các tác vụ về 3D, các thứ của em hoàn toàn ok, ngon lành. Câu hỏi số 5 của bạn Dương Nguyễn cho cháu hỏi là bên mình có nhận thu mua lại máy cũ không ạ? Và đời MacBook 2019 bản 13 inch, bản thấp nhất thì bây giờ có giá khoảng bao nhiêu ạ? Cháu cảm ơn chú ạ. Với phiên bản 2019 thì chúng ta sẽ có phiên bản giá rẻ, đó là RAM 8GB SD128, phiên bản rẻ nhất của nó thì hiện nay đang có mức giá bán khoảng 20 triệu tại thị trường. Còn cháu nếu mà cháu đang dùng máy gì mà không dùng cứ vứt qua cửa hàng, chú sẽ nhập lại và đổi máy cho cháu nhé. Câu hỏi số 6 của bạn Tân Nguyễn Xuân, anh ơi bên mình có laptop Dell Inspiration 7348 không ạ? Em ơi, chiếc máy này hiện nay cửa hàng anh tạm đang hết em ạ, còn một số những cái mẫu máy trong cái tầm tiền của em thì cửa hàng anh sẵn có. Em có thể tham khảo trên 24laptop.vn em nhé. Câu hỏi số 7 của bạn Trường Trinh cho em hỏi là laptop cấu hình mạnh nhất, máy khỏe phù hợp với ngành kỹ thuật khoảng tầm 25 triệu trở xuống ạ. Em ơi, trong tầm 25 triệu dành cho các công việc như là kỹ thuật và các kỹ sư đồ họa mà một chiếc máy chạy bền, chạy tải cao thì chúng ta có thể dùng những chiếc máy Mobi Cortison. Tầm 25 triệu thì em có thể dùng những chiếc máy như là Poryzen 7520, ThinkPad Pelamos, HP ZBook 15G4. Những chiếc máy này đều được trang bị dòng CPU thế hệ thứ 7 và cảm hình Quad RAW từ 1M1200 và M2200. Đây đều là những chiếc máy cho khả năng nâng cấp RAM lên tối đa lên tận 64GB RAM và chạy các chuẩn ổ cứng SSD NVMe tốc độ cao. Cảm hình Quad RAW hỗ trợ đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết và khả năng chạy chịu tải cao liên tục nhiều ngày mà không cần phải tắt máy. Thì em có thể tham khảo thêm qua các bài đánh giá trên YouTube của anh. Những chiếc máy này thì cái màn hình của nó cũng chất lượng cũng rất là tốt, có LED phím, có bảo mật vân tay và đầy đủ các cổng kết nối bên ngoài rất là tốt và có thể kết nối rất nhiều thiết bị ngoại vi từ bên ngoài em nhá. Câu hỏi số 8 của bạn Sơn Nhà Giá Mềm, Thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm thiết kế nội thất có cả 3D và 2D, cho em hỏi là nên chọn dòng gaming hay là dòng máy chạm cũ ạ? Tài chính của em khoảng 25 triệu. Cảm ơn anh chị ạ. Thực ra cái câu hỏi này và cái câu hỏi bạn ở bên trên hoàn toàn giống nhau với phân khúc tầm tiền như nhau. Đã là nghề nội thất thì chắc chắn phải chọn những chiếc Mobi Cortison rồi. Bởi vì tại sao? Những chiếc máy này có thể làm đồ họa mô phỏng rất là tốt. Với khả năng chạy chịu tải cao, các bạn có thể đi công trường công trình, quăng quật máy đôi khi chắc chắn nó sẽ bền hơn những chiếc máy gaming. Những nhược điểm của những chiếc máy này thông thường nó rất là đắt. Trong khi đó, nếu mà thực sự tài chính tầm 25 triệu dùng những dòng máy gaming trong cái lĩnh vực thiết kế nội thất vẫn có thể dùng được. Ok, ngon lành. Có điều là nó sẽ kiểu như là cái khả năng về chống chịu hoặc là khả năng mà chạy chịu tải, đồ họa mô phỏng thì nó thua thôi. Nhưng cấu hình những chiếc máy gaming thì chúng ta sẽ mua được mới và cấu hình cao hơn so với cái dòng máy chạm tầm khoảng 25 triệu trang bị CPU đời 7. Đấy, thế mới là điểm là hay. Ví dụ tầm gaming anh cho là tầm khoảng 25 triệu thì chúng ta sẽ được trang bị những chiếc máy i7 đời 10 như là 10750H, GTX 1650T của dòng như là Acer Nitro 5 2020 chẳng hạn. Trong khi đó là chúng ta sẽ có các phiên bản như Lenovo Legion 5 đó. Và các dòng máy HP gaming trong tầm tiền của em đều có thể đầu tư được em nhé. Câu hỏi số 9 của bạn Trọng Đại, chú cho cháu hỏi là cháu muốn nâng cấp bàn phím của Dell Latitude 7490 lên bàn phím LED phím thì hết bao nhiêu ạ? Cái phím này hiện nay cửa hàng chú đang nâng cấp là 550.000 cháu nhá, thay bỏ bàn phím kia và lắp bàn phím có LED vào. Câu hỏi số 10 của bạn Hoàng Bình, em đang tia chiếc Dell Precision M3530 bản i5 8400H, hàng có ổn thì anh alo cho em nhé, em đã tư vấn với cả nhân viên của mình ở trên Facebook rồi ạ. Em ơi, chiếc máy này hiện nay cửa hàng anh đang có sẵn em nhé. Và hiện nay em cần thì cứ alo nhân viên cho anh hoặc có thể alo trực tiếp cho anh số điện thoại 017 357 4 9 ở cuối. Chiếc máy này hiện nay anh đang có i5 RAM 8GB 256 và Vega rời 4GB. Giá đang bán hơn 17 triệu một chút thì em tham khảo em nhé. Câu hỏi số 11 của bạn Rocky Zalero, anh ơi cho em hỏi là em đang dùng chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3, Core i7 10750H, RAM 16GB. Em chỉnh sửa VRAM 1920x1080, độ phân giải 1080 thì có mượt không ạ? Với cấu hình này thực tế kể cả em edit video 4K nó chạy hoàn toàn ngon lành, mà chứ còn Full HD thì chuyện quá đơn giản em nhá. Chiếc máy này thoải mái để em dựng video. Và chắc chắn là dòng card GTX và CPU đời 10 này là rất là ngon rồi. Em cứ thoải mái em mua và em sử dụng em nhá. Câu hỏi số 12 của bạn Thúy Phạm, MSI GL65 xài trong vòng 6 đến 7 năm tới có bền không ạ? Và nó có bị chậm không anh? Em đang học ngành công nghệ thông tin, mong được anh tư vấn ạ. Thực ra thì anh bán những chiếc laptop thì anh vẫn luôn quảng cáo là một chiếc máy có thể dùng từ 6 đến 7 năm, có thể dùng từ 10 đến 15 năm, đó là chuyện có thực. Nhưng mà đồ điện tử ấy, thì cái việc mà người dùng biết cách dùng nó rất quan trọng. Nếu em biết cách dùng, vệ sinh, bảo dưỡng và biết cách thì chắc chắn cái máy của em nó rất là bền. Và có những người vừa mới dùng vừa mới mua có khi chưa hết bảo hành nó đã hỏng rồi. Đó là đồ điện tử, cái tỷ lệ rủi ro nó vẫn có.
Nhưng chiếc một chiếc máy như của em chẳng hạn, chiếc máy được sản xuất năm 2020, thì thông thường với kinh nghiệm anh bán hàng như của anh, 100 chiếc máy bán ra thì nó chỉ có 1 đến 2 chiếc lỗi phần cứng thôi, còn đâu là lỗi phần mềm trong những năm đầu được bảo hành 2 năm của MSA chẳng hạn. Còn sau này thì nó cũng có thể là phát sinh lỗi vặt, ví dụ như là pin có thể kém hơn, hoặc là có thể màn hình xuất hiện một vài điểm đốm, không may chẳng hạn em dùng không đúng cách, rơi vỡ các thứ chẳng hạn, thì nó vẫn có thể hỏng máy. Còn nếu biết cách dùng thì những chiếc laptop thoải mái dùng khoảng từ 6 đến 7 năm em nhé. Câu hỏi số 13 của bạn Hoàng Lê Huy. Anh Nương ơi, cho em hỏi là Asus F570 bản chip Ryzen 5 có làm được kết 2D và các tác vụ văn phòng không ạ? Em cảm ơn và chúc anh ngày càng nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn em nhé. Với dòng CPU Ryzen 5 2005U thì con này CPU thì không quá khỏe, nhưng với GTX 1050 4GB thì nó hỗ trợ các tác vụ về đồ họa chơi game thì lại tương đối tốt. Tóm lại trong tầm tiền từ 12 đến 13 triệu thì chiếc máy này anh nghĩ cũng khá ổn cho cái công việc như của em. CPU thì hơi yếu một chút thôi em nhé. Câu hỏi số 14 của bạn Duy Thắng Đàm. Anh ơi, cho em hỏi là con E6540 của em không tìm thấy phần Bluetooth để kết nối với loa. Đấy là do máy không có hay là bị lỗi gì ạ? Mong anh chỉ cách khắc phục ạ. Em ơi, dòng 6540 nếu như nó chạy chuẩn Wi-Fi AC, có chữ AC thì nó sẽ kèm Bluetooth bên trên máy luôn. Còn nếu mà những Wi-Fi mà không phải chuẩn AC, những chuẩn BG thấp hơn chẳng hạn, thì mặc định chiếc máy của em nó sẽ không có Bluetooth trên đó. Đấy, nếu như em muốn nâng cấp lên để dùng được Bluetooth thì phải nâng cấp lên Wi-Fi AC với băng tầng rộng hơn, nhanh hơn và kèm theo Bluetooth em nhé. Câu hỏi số 15 của bạn Tiến Quang. Cho cháu hỏi là máy lúc đầu thì không mua ở TLD, bây giờ cháu mang sang shop ở Hà Nội thì có được dịch vụ gì không ạ? Ở đây thì có thể là ý cháu là cháu mua một chiếc máy ở tại cửa hàng khác và mang qua cửa hàng TLD thì có được phục vụ hay không, đúng không? Thực ra thì chuyện này nó là hoàn toàn bình thường, máy mình hỏng, máy mình lỗi thì nếu mà quý mến anh thì em cứ mang qua cửa hàng thì bọn anh phục vụ. Còn nếu mà những cái lỗi nhỏ để kiểm tra máy cho em hoặc có thể là làm phần mềm thì có thể là anh sẽ không lấy tiền. Còn nếu mà em trong trường hợp mà em hỏng hóc cái gì cần thay thế linh kiện thì bọn anh vẫn tính tiền dịch vụ và phục vụ em bình thường em nhé, như một khách hàng bình thường thôi. Cứ đến cửa hàng quý mến anh thì qua em nhé. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số đáp ngày hôm nay, và cứ 2 ngày chúng tôi sẽ có một số đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, các câu hỏi phần mềm, phần cứng, đánh giá máy hay nâng cấp máy. Quý vị và các bạn vui lòng đặt các câu hỏi dưới các topic này. Chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp qua tin nhắn và trả lời trực tiếp qua những video như này. Các bạn cần tư vấn trực tiếp với mình thì gọi điện thoại cho mình là 077 357 4 số 9 ở cuối mọi người nhé. Cửa hàng hiện nay thì có 2 fanpage bao gồm là Bệnh viện Laptop Hà Nội tại Hà Nội và Shop Công nghệ TD tại Sài Gòn. Các bạn có thể tư vấn trên Facebook của cửa hàng như vậy. Các bạn luôn được tư vấn trên đó luôn. Hy vọng là mọi người ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ thông tin, mới nhất về laptop nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.